làm gì đấy hả? Cậu gọi tôi ạ. Bà làm gì mà xước hết xe của tôi này? Không, tôi có làm xước xe của cậu đâu ạ. Như này mà bà bảo bà không có tiền á. À, thế cái này là cái gì? Đâu rồi, xem nào. Cậu động tay động chân một lần nữa, cẩn thận đấy. Này, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đấy? Ai? Tôi là giám đốc của công ty Việt Sát, cái công ty mà cô đang định xin việc vào đấy. Tôi sai, tôi xin lỗi. Cô có thể cho tôi một cơ hội sửa sai được không? Xước xe người ta rồi. Được bà. Cậu kia, cậu đi đâu đấy? Cậu làm xước xe người ta rồi. Rồi. Chuyện gì thế này? Rồi. Đây. Bà kia. Bà làm gì đây? Hả? Cậu gọi tôi ạ. Bà làm gì mà xước hết xe của tôi này? Không, tôi có làm xước xe của cậu đâu ạ. Này. Không phải bà thì là ai? Hả? À, tôi mới chạy vào kia có 5 phút nhá. Ra thấy bà ngã xong xoài như thế này. Trên xe tôi có một vết xước to chềnh nghênh như thế này thì không phải bà thì là ai? Cậu ơi, lúc nãy vừa có cậu thanh niên đi xe máy. Thôi, bà đừng có nói điều nhá. Bây giờ bà tính như thế nào? Bà muốn là bà đền tiền hay là bây giờ tôi đưa bà lên công an? Cậu ơi, tôi xin cậu có tha cho tôi. Tôi làm gì có tiền mà tôi không làm xước xe của cậu đâu cậu ạ. Không bà làm xước xe thì là ai? Bây giờ bà không đền gì? Được rồi. Ôi cậu ơi! Không đền! Ôi cậu ơi! Không đền! Cậu ơi! Tôi xin cậu! Bây giờ bà đền không? Bà không đền tôi đập nát chỗ giàu này của bà đấy! Cậu mà làm thế này thì tôi chết đói mất. Cả nhà tôi trông vào gánh rau này. Cậu mà làm thế này tôi sống bằng gì á? Mà tôi có làm xước xe của cậu đâu ạ? Không làm hỏng á? Bây giờ bà như nào? Bà như nào? Hả? Bây giờ bà có đền không? Tôi làm gì có tiền đền hả cậu? Tôi có làm hỏng xe ở cậu đó. Không có tiền thì được. Được rồi. Gì đây? Như này mà bà bảo bà không có tiền á? À, thế cái này là cái gì? Đâu rồi, xem nào. Kìa, cô có sao không ạ? Không, tôi không sao ạ. Này, anh làm cái gì đấy? Thanh niên trai tráng đứng giữa đường đẩy người ra nhé à? Nguyên nhục à? Này, đây là chuyện của cô đấy à? Hả? Cút! Này, bà già kia, cái số tiền này không đủ để đền đâu. Bây giờ bà tính thế nào, bà vay thêm để đền đi. Cậu động tay động chân một lần nữa, cẩn thận đấy. Này, con chó kia, tao nói cho mày biết nhá. Bà già này nhá, bà làm xước hết xe của tao. Bây giờ bà không đền, tôi nói cho bà nhé, lần sau thấy xe sang như này này thì bà tránh xa 10 mét vào, không thì không có tiền mà đền đâu. À, hay là bà tính le ve vào xe tôi, bà đi ăn cắp. Này, anh thôi đi. Thôi, cậu ơi, tôi không hề làm xước xe của cậu, tôi cũng không hề có ý định ăn cắp gì của cậu đâu ạ. Thôi được rồi, bây giờ ấy đi theo tôi, đúng sai thì biết ngay, anh dám chưa? Được. Xin lỗi anh có phải là bảo vệ khu phố này không ạ? Vâng, chào chị. Chị có việc gì không ạ? Dạ vâng. Hiện tại thì chúng tôi có va chạm nhưng mà không biết là ai đúng ai sai. Liệu anh có thể cho tôi xem lại camera của khu phố của mình 30 phút trước được không ạ? Được rồi, để tôi mở camera lại cho chị xem nhé. Cảm ơn anh. Đây, chị xem đi. Không phải cái kia kìa. Đây rồi.
nhìn kỹ chứ. Sao? Không nói được câu nào à? Này, định đi đâu? Bây giờ biết là nghi oan cho người ta rồi ấy, ít nhất phải một câu xin lỗi, mà còn đền tiền cái đống rau mà anh đã phá nữa chứ. Về rũa lại cái nếp trước đi. Còn xe ấy, chắc không phải sửa đâu. Cảm ơn cô. Dạ không có gì ạ. Tôi xin phép ạ. Cảm ơn anh nhé. Không, không có gì đâu. Tôi xin phép. Ôi xin lỗi. Từ từ. Khoan đã. Đây có phải là cô em giang hồ hôm nọ không nhỉ? Hả? À, hôm nay đến đây làm gì đấy? Tính xin việc à? Hả? Gã đàn ông mặc váy như anh ấy, dạo này cũng ghê gớm quá nhỉ? Này, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đấy? Ai? Tôi là giám đốc của công ty Việt Sát. Cái công ty mà cô đang định xin việc vào đấy. Sao? Thử động thủ xem. Xem có xin được việc hay không. Mà nhìn cô em dạo này ngon nghẻ phết nhỉ. Hay là như thế này. Đêm nay đi em. Rồi anh cho việc làm. Có khi được làm thư ký của anh đấy. Bỏ cái bàn tay dơ bẩn khỏi người tôi. Mày. Mày dám đánh tao không mày? À, được. Thế thì cái chân quét rác công ty này ấy, mày không được làm đâu. Quét rác á? Tôi nghĩ là cái chức này hợp với anh đấy. Biết vì sao chứ? Vì anh vừa dẫm lên cái bản hợp đồng tiền tỷ mà tôi định ký với công ty Việt Shark của anh đấy. Làm gì có chuyện ấy được. Tôi là chủ tịch tập đoàn NCT, hôm nay đến đây là ký hợp đồng này với công ty của anh. Loại con gái giang hồ như cô mà làm chủ tịch á. Alo, chủ tịch công ty Việt Shark đúng không? Tôi đây. Tôi không muốn ký hợp đồng với công ty của anh nữa. Chào anh. Cô gì mà? Cô ơi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Cô có thể cho tôi một cơ hội sửa sai được không? Tôi xin cô đấy, cái bản hợp đồng này rất quan trọng. Tôi sẽ bị đuổi việc mất. Có thể giúp gì được cho bạn nào? Nếu bạn muốn làm chăm sóc khách hàng, hãy liên hệ đến tìmviec.com.vn nhé. Cái máy chạy ạ, quan cảnh. Máy vẫn chạy nha, phần cảnh ba này. Kịch bản là phim ba, bà bán rau 3, 2, 1 diễn. Rồi. Chụp. À, sao ra? Tôi xin lỗi. Từ từ. Cô em đầu gấu giang hồ không nọ à? Hả? Thế đây làm gì đấy?